Chuyển sang một thông tin liên quan tới lĩnh vực giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề xuất tăng sĩ số từ 45 học sinh một lớp lên 50 học sinh một lớp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trong bối cảnh số lượng học sinh tăng nhanh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, Hà Nội có hơn 2.800 trường học với hơn 2,2 triệu học sinh, gần 115.000 giáo viên. Ước tính, trong 3 năm tới, số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tăng gần 29.000 so với 129.210 của năm nay. Trong khi đó, thành phố chỉ tăng 6 trường trung học phổ thông công lập, không tính trường công tự chủ, hiệp quản. Do tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố Hà Nội xảy ra hiện tượng quá tải trường, lớp học, nhất là các lớp học thuộc khu vực nội thành. Ở một số địa bàn, sĩ số lớp học sinh trên lớp, số trường trên lớp vượt quá quy định. Ở một số nơi, thiếu trường học công lập. Sở đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng 10% số lớp trên trường, từ 45 lớp trên trường lên 50 lớp trên trường, cho phép tăng 10% số học sinh trên lớp, từ 45 học sinh trên một lớp lên 50 học sinh trên một lớp, cho phép áp dụng thay diện tích đất trên học sinh bằng diện tích sử dụng trên học sinh. Ngoài kiến nghị tăng sĩ số lớp học, Sở còn đề xuất đẩy nhanh tiến độ xây mới và sửa chữa, rà soát những công trình chậm tiến độ để thu hồi đất xây trường, tiếp tục phân tuyến tuyển sinh để điều hòa, thí sinh hợp lý.